Không biết nhân vật nào đang đợi Thiên Vương và Cát Tường tại Yeongmon Fukuoka đây? Em chào chị ạ. Hello. Vâng, em chào chị. Rồi, xin chào anh. Xin chào anh ạ. Hôm nay em cũng có cái việc điều tra công việc ở trong này luôn. Ồ, em làm gì mà công ty của em là về xuất nhập khẩu. Em chuyên coi như đưa hàng Việt Nam từ Việt Nam sang bên Nhật. Đồng thời xuất nhập lại những cái sản phẩm mà thị trường Việt Nam chưa có. Hôm nay em nhân tiện gặp anh chị để em điều tra luôn thị trường ở trong này. Hai thành viên sẽ cùng anh Đỗ Phú Sơn, một doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh ở đây, bắt đầu cuộc điều tra thị trường. Long Biên, Hà Nội, vừa mới khai trương. Xin chào. Xin chào. はい。僕たちのお客様。いろんなあの外国人の方にですね、あのお得なサービスもありますので、もしよろしかったらご紹介させていただいて。ちなみにこのようなお客さんがいる国外でね、実は有ちゃんちん、クーポンみたいな、さっきの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 、
thoại vào thì giảm giá 5%. Khách du lịch đến Nhật Bản có thể vào trang web của IOM để lấy mã barcode, sau đó đến hệ thống máy tính tiền ở cửa hàng, nhập mã này vào bằng cách đưa điện thoại vào cổng quét của hệ thống Happy Gate và nhận một coupon nữa. Giảm giá 5%. Quả là một thông tin thú vị và bổ ích dành cho những du khách nước ngoài, đặc biệt là những quý bà quý cô đam mê mua sắm như các đường Lan Trinh. Nếu biết trước em không hề hối tiếc. Nếu biết trước như vậy thì em đâu có mua quà, mua đồ từ bữa đến giờ. Ngày hôm nay em đến đây em mua, nói lợi hơn không? Thật là buồn quá. Tiếp theo, hai vị khách của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những mặt hàng được du khách Việt Nam ưa chuộng nhất. Ngon lắm á, bánh này ngon lắm á. Nó mềm hay là nó như bánh bông lan? Bánh mềm ha. Và lại có từng lớp, từng lớp. Đúng là làm bánh này kỳ công ghê. Với sữa. Rất là thơm. Đấy, bản thân em á, là em không thích ăn bánh ngọt. Nhưng mà cái bánh này quả thật là rất là ngon. Nó không bị ngọt. Trời, đủ thứ đồ ngọt, sướng quá. Gì đó vậy? Phô mai que, phô mai dây, phô mai thanh. Phô mai thanh. Mới hôm qua này thì mềm. Rất là phù hợp với chị Tường thích nhậu, ăn này ngon mềm, lắm. Mềm, dẻo, béo, ngon hơn cái phô mai mà một nùi sáng, mà sáng. Đúng rồi, ngon hơn cái phô mai sống sáng. Ngon. Béo, thơm. Đây là chỉ cho vào lò vi sóng 2 phút thôi anh chị ạ. 2 phút thôi là thành. Nó ngon giống như cơm mình ăn bình thường. Cái này rất là dễ chế biến. Cơm ăn liền. Việt Nam mình chỉ có cái gạo lứt muối mẹ, đúng được chứ cơm. Cơm ăn liền. Ha đúng. Tức dễ sợ bị đánh lạc hướng. Nói cho nghe, nó chỉ luôn luôn nghĩ những người lớn tuổi như mình là xấu bụng. Đúng rồi. Trong khi mình là chỉ chọc tức cái vô thôi, chứ trong lòng cũng nghĩ hai đứa em thân thương ở nhà. Nói vậy. Đâu có tệ như hai đứa nó đi, không có đem gì về cho mình. Không có món quà nào hết. Món quà đúng không? Món quà thiệt kìa. Bánh cây. Cảm ơn anh Vương, em cảm ơn anh Vương. Tôi thấy định đó xuống có liền luôn. Tới. Tụi em được phép cầm về hết đúng không? Thôi đi, chị ăn ké, tại chị cũng thèm lắm. Em thương anh chị quá. Trời đâu có về mình được nhìn trên hình xong rồi mình ăn liền. Đúng rồi. Gì vậy? Về hôm nay á là Lan Trinh sẽ thể hiện tình thương bình thường với chị Tường. Trời ơi. Ngon. Mình nhìn trên hình rồi cái mình được ăn liền luôn. Thiệt luôn á, mình đang suy nghĩ cái bánh này nó như thế nào. Tụi em đi vô không có mới về cái món quà cho anh chị hết. Tụi em ăn toàn đồ tươi sống không mang về nó thiêu hết sao? Nghe có lỗi với anh chị rồi. Lần sau là em sẽ chuộc lỗi. Trời ơi. Nó béo lắm á. Béo như toàn đồ thử rồi. Rất ngọt. Wow. Thôi, mình mở tiệc đi, mình mở tiệc xong rồi đó, kết thúc chương trình. Món quà rồi. Tặng quà rồi. Đi về lại chỗ mình xem tiếp. Tầng 2 cũng có rất nhiều sản phẩm thú vị. Khu vực đầu tiên mà ông bố trẻ của một cô gái nhỏ đáng yêu Hiền Vương không thể bỏ qua chính là khu sản phẩm dành cho trẻ em với rất nhiều mặt hàng phong phú độc đáo. Trẻ em từ 9 tháng tuổi cũng có này, 12, 14 tháng tuổi,
trên 1 tuổi. Ừ. Vâng, thì rất rất nhiều cái đồ rất tiện lợi cho vào lò vi sóng và trong vòng 1 phút 2 phút là mình có một cái sản phẩm. Thực ra Việt Nam mình là cũng đang rất là ưa chuộng về những cái món ăn mà nhất là đồ ăn uống của con nít. Vâng ạ. Tính an toàn cao. Ừ. Ngoài ra khi đến với Yêu Mòn, du khách nước ngoài cũng rất thích góc ăn vặt đậm chất Nhật Bản này. Thiên Vương và Cát Tường được anh Bằng đưa đến phòng nghiên cứu của khoa nông nghiệp trường đại học Kyushu, nơi anh Bằng đang tham gia công tác nghiên cứu sinh. À, thì là đây là thầy hướng dẫn, thầy giáo sư hướng dẫn trực tiếp của em, thì thầy Shimizu Kuniyoshi. Thì là thầy là chuyên nghiên cứu về nấm các loài, nấm dược liệu, nấm thảo dược. Thì cái nghiên cứu của em là cũng là về nấm linh chi. Thì chỉ biết là nấm linh chi có rất là nhiều hoạt tính tốt, nhưng mà cái chất lượng nấm linh chi ở Việt Nam thì nó chưa được cao như là ở Nhật Bản. Nên là cái nghiên cứu của em sau này thì em cũng muốn là có cái sử dụng được cái nghiên cứu hiện tại của mình mà áp dụng ở Việt Nam. Đây là nấm linh chi của Nhật Bản. Nhưng mà thực sự thì nó tốt cho sức khỏe. Và cái cách sử dụng mình như thế nào? お湯をかけて、そして沸騰させて、それを飲む。昔は難しかったけれども、最近はだんだんと簡単になってきました。このキノコは木に植えるんですね。使う木の種類によって成分が変わるので、薬の価値を高めるためには、どのような木を使えばいいのか、それが大切だ。あ、chị hỏi là giá thành nó có đỡ với Nhật nó có cao lắm không?日本で20,000円ぐらい。cái này một cái như này khoảng là tầm 2,000 yên. Thì như chị cũng đã biết là tức là nấm thì Nhật Bản là nước đầu tiên mà nuôi trồng thành công nhân tạo. Cho nên là và người từ năm 1971 là người ta đã nuôi trồng thành công nhân tạo rồi. Cho nên là thực tế mà nói thì người ta đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong cái việc nuôi trồng rồi. Cho nên là so ở Việt Nam so với Nhật Bản trong cái việc nuôi trồng thì là còn rất kém về mặt kỹ thuật cũng như là công nghệ. Cho nên thì trên cơ sở cái nghiên cứu của em thì trong tương lai em cũng mong muốn là có thể đem cái kỹ thuật nuôi trồng của Nhật Bản cũng như là đem cả cái loài nấm không chỉ là linh chi mà còn cả cái loài nấm có thảo dược khác mà có chất lượng cao của Nhật Bản mà để mà cho người Việt Nam sử dụng để mà giúp cho mọi người có một cái sức khỏe tốt hơn. Trước tiên là phải thay mặt mọi người cảm ơn em cái đã, bởi vì nếu mà em đem được những cái mà học hỏi mà tốt ở xứ người về đất nước mà phục vụ cho quê hương mình thì rất là tốt. Nhất là những cái mà nó giúp cho sức khỏe, cho cuộc sống của mình nó nâng cao về tuổi thọ, như người Nhật rất là thọ thì điều đó rất là tốt. Và cái thứ hai là chúc cho em có nhiều sức khỏe trước cái đã để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở đây để mà phát triển cho tương lai của mình. Cảm ơn em. 1, 2, 3